Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer, và như thường lệ mình phóng viên Sám Sám Vinh Tokuda và mình đã quay trở lại. Và như các bạn có thể nhìn thấy ngay đằng sau mình đây là bộ PC Hà Nội Computer Lion 004 mà mình sẽ review cho các bạn ở trong video này. Thì với cái giá của nó chỉ có khoảng 5,7 triệu đồng mà thôi, nhưng mà nó mang cho mình những cái công nghệ vô cùng mới, vô cùng tiên tiến, vô cùng khủng khiếp, có thể đạt đến cái tầm gọi là tiên tri vũ trụ trần trần, không thể sánh ngang được. Và tại sao lại như vậy, hãy cùng mình tìm hiểu trong video này. Đầu tiên thì nhìn bên ngoài, Lion 004 sử dụng vỏ kết Aerocone Boat Mini có kích cỡ là Micro ATX nên là nó khá là nhỏ gọn. Mặt trước được tích hợp giải đèn LED RGB, có thể điều chỉnh các chế độ khác nhau thông qua cái nút ấn ở trên nóc. Bên hông thì là dạng mica mờ giúp linh kiện kiểu ẩn hiện để gia tăng cái sự mờ ảo cho bộ máy. Ở phía sau thì chúng ta có ổ cắm nguồn, bên trên thì là các cổng kết nối bao gồm 6 cổng USB, trong đó có 4 cổng 3.1 và 2 cổng 2.0, 3 jack audio, 1 cổng LAN, 1 khe HDMI và 1 khe D-SUB. Nói chung thì nhìn qua bên ngoài thì nó có cái phần gì đấy không quá nổi bật cho lắm. Tuy nhiên thì những cái gì mấu chốt cũng như là cái sức mạnh ẩn chứa bên trong con quái vật này thì đấy, như mình nói, nó nằm ở phía bên trong. Đầu tiên phải kể đến bộ vi xử lý Ryzen mới nhất mang tên Ryzen 3 3200G với 4 nhân thực, 4 luồng xử lý, và cái mức xung khi đạt Turbo Boost đỉnh cao nó đạt đến tận 4 tỷ Hz. Và các bạn không nghe nhầm một tí nào đâu, nó là 4 tỷ Hz chứ không phải là 4 chấm hay là 5 chấm linh tinh như mà ở các cái video mà ép xung các thứ lên 5.3 nó vớ vẩn hết. Và với cái bộ vi xử lý 4 tỷ Hz này, anh em có thể tự tin và khẳng định cái bọn CPU 4 chấm hay 5 chấm là lũ hết. Bên trong CPU được tích hợp cả màn hình OLED mạnh thứ 2 thế giới hiện tại với cái tên gọi là Vega 8, với mức xung từ 300 triệu cho đến tận 1 tỷ 1 Hz, thì cái sức mạnh của Vega 8 hoàn toàn vượt trội hơn so với các card OLED khác của Intel. Và cái sức mạnh chi tiết của nó thì chúng ta sẽ nói ở phần test hiệu năng. Máy khỏe thì đương nhiên là RAM phải cao rồi. Lion 004 sở hữu một thanh RAM DDR4 bus 2,6 tỷ Hz. Và nếu các bạn chưa hài lòng với dung lượng là 8 tỷ byte thì có thể nâng cấp lên 16 tỷ byte với chi phí chỉ thêm khoảng 1 triệu đồng nữa. Bởi vì mainboard của chúng ta hỗ trợ tới 2 khe RAM và bus RAM tối đa là 2,9 tỷ Hz cơ. Ổ cứng đi kèm của Lion 004 có dung lượng cũng khủng khiếp không kém, lên tới 120 tỷ byte. Đấy là mình còn làm tròn xuống rồi, chứ chính xác thì con số của nó là 128.849.018.880 bytes. Nghe khủng khiếp chưa? Và với cái mức dung lượng như này thì các bạn có thể lưu trữ được hệ điều hành và một vài game hay chơi. Và nếu có nhu cầu mở rộng hơn nữa thì chiếc Asus RAM A320MK cũng có tổng cộng 4 khe SATA và 1 khe NVMe. Cho nên là các bạn có thể hoàn toàn nâng cấp thoải mái, không phải lo nghĩ bất cứ một cái gì cả. Và cuối cùng, trái tim của toàn bộ hệ thống là bộ nguồn GameMax VP450 có công suất thực là 450W, không những đủ mà còn dư giả để nâng cấp thêm những cái card màn hình rời mạnh mẽ hơn. Và các bạn đã thấy choáng chưa? Tất cả những cái công nghệ mới nhất, những cái mức xung khủng khiếp nhất và đến từ phải gọi là đến từ công nghệ vũ trụ rồi. Cái mức xung lên tận hàng tỷ Hz, dung lượng lên hàng tỷ byte, và nó đều xuất hiện ở trong cái bộ máy Lion 004 này và chỉ có giá khoảng 5,7 triệu. Nhưng mà có lẽ các bạn vẫn băn khoăn nhất là cái sức mạnh thực sự của nó ở như nào, và nó liệu có đủ chơi game không, hay là đây chỉ là cái chiêu trò quảng cáo của chúng mình. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến ngay với cái phần review hiệu năng. Và các bạn yên tâm là mình chưa lừa anh em bao giờ, đúng không? Ít nhất là ở video này. Mức khuyến cáo của AMD dành cho chiếc VK8 đó là chơi game ở độ phân giải HD, nhưng mà qua những cái bài trải nghiệm thực tế thì nó còn được hơn cả thế nữa, khi mà nó có thể chơi tốt được những tựa game eSports phổ biến ở độ phân giải là Full HD và với cái thiết lập phù hợp. Ví dụ như là ở Valorant và Liên Minh Huyền Thoại thì khá là nhẹ và mình có thể setting để medium tới 2 và cái lượng FPS vẫn đạt được trên 60. Còn với những game nặng hơn như là FIFA Online 4, Dota hay là CSGO thì cái thiết lập phải ở mức thấp nhất để có lượng FPS ổn ở trong game. Duy nhất thì có Apex Legends, có lẽ là do đồ họa nặng nên mình buộc phải đẩy độ phân giải xuống 1280x720 và thiết lập thấp nhất mới có thể cầm cự được ở mức 43 FPS. Nhìn chung ở trong tầm giá này thì Lion 004 sẽ tập trung chính vào phân khúc gaming online, và hiệu năng như thế này thì mình đánh giá rất là tốt so với các đối thủ khác cùng phân khúc của Intel. Nếu các bạn chưa thỏa mãn với hiệu năng của bộ máy này thì Lion 004 vẫn có cái khả năng nâng cấp thêm để gia tăng hiệu năng về chơi game. Và với cái số lượng cổng kết nối cũng như là nguồn còn trống thì các bạn có thể thoải mái nâng cấp thêm về RAM vào khoảng 8 tỷ byte nữa. Và ổ cứng thì SSD 2,5 inch cho rẻ với cái dung lượng từ khoảng 240 cho đến là 500 tỷ byte. Và việc nâng cấp này thì các bạn có thể thực hiện ngay cái lúc mua máy, và các bạn chỉ cần bỏ thêm một số tiền chênh lệch nhỏ nhỏ để mà bổ sung thêm mà thôi. Và tuy nhiên thì có một cái lưu ý là về card đồ họa thì băng thông PCIe của 3200G chỉ có là 3.0x8, cho nên là cái card màn hình theo mình nghĩ tối ưu nhất thì các bạn chỉ nên sử dụng tới là GTX 1650 Super mà thôi.
vì bởi lên cao hơn ấy, thì cái băng thông khe PCIe nó không đủ đáp ứng để kéo hết cái hiệu năng của các đồ họa, thì như vậy nó sẽ hơi phí nếu mà các bạn nâng cấp càng họa cao cấp hơn. Và tổng kết lại thì chúng ta chỉ có một cái nút thắt nho nhỏ trong việc nâng cấp thêm card đồ họa, nhưng mà những gì mà Lion 004 mang lại thì mình đang cực kỳ là hài lòng với cái mức giá chỉ có khoảng 5,7 triệu. Chúng ta có những cái công nghệ vô cùng tiên tiến ở trên vũ trụ đem đến, và các bạn có một cái cỗ máy gaming đủ sức chơi tốt những cái tựa game eSports ở thời điểm hiện tại, cũng như là chơi những cái game offline ở mức cấu hình vừa phải, và hơn hết là nhìn nó cũng khá là gaming chứ không hề văn phòng một tí nào. Và ngoài ra thì ở hiện tại, ngoài việc có mức giá rẻ hơn khoảng 800.000 khi mà các bạn mua lẻ, và các bạn còn nhận được những cái phần quà cũng như những khuyến mại vô cùng lớn từ hãng Computer, như là trong việc nâng cấp này và mua kèm màn hình thì các bạn sẽ nhận được những cái ưu đãi. Ngoài ra thì các bạn còn được miễn phí vệ sinh máy trọn đời tại hãng Computer. Và để mà tìm được một cái bộ máy rẻ hơn và tốt hơn ở thời điểm hiện tại á, mình nghĩ là khó đấy. Và các bạn nghĩ sao về bộ PC này với mức giá của nó chỉ có khoảng 5,7 triệu thì hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Và nếu đã xem đến đây rồi thì đừng ngần ngại mà để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Cũng như đừng quên bấm subscribe bên cái chuông nhỏ nhỏ phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất cũng như là các cái khuyến mại mới nhất đến từ hãng Computer. Và như thường lệ, mình phóng viên Sàm Sàm Vĩnh Tục của Đà xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xong rồi.